Thưa quý vị, sau một tuần, trận lũ lụt tồi tệ nhất trong hơn một thập kỷ qua ở châu Âu chưa có dấu hiệu giảm và vẫn tiếp tục đe dọa nhiều thành phố ở các nước Trung Âu. Tính cho đến nay, mưa lũ đã làm ít nhất 16 người thiệt mạng và khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán. Tại Cộng hòa Séc, mưa lũ đã cướp đi sinh mạng của 8 người và khiến gần 20.000 người phải đi sơ tán. Chính phủ Séc đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên hầu hết các khu vực ở phía tây đất nước và ban hành các cảnh báo thảm họa. Dự báo vào sáng sớm ngày hôm nay, mực nước ở sông Elbe ở phía bắc nước này sẽ lên đến 11 mét, gấp 4 lần chiều cao bình thường, đe dọa nghiêm trọng đến một nhà máy hóa chất trong vùng. Trong khi đó, tại Đức, đã có ít nhất 4 người thiệt mạng hoặc mất tích do lũ lụt. Hơn 25.000 người phải đi sơ tán. Nhiều tuyến đường bộ và đường sắt ở Áo và Thụy Sĩ cũng đã chìm trong nước hoặc bị đất lở. Tại Thụy Sĩ, hoạt động vận chuyển hàng hóa đường sông cũng bị tạm dừng trên đoạn đường sông dài 30 km trên sông Rhin sau khi giới chức ở thành phố Basel thông báo rằng mực nước sông đã đạt ngưỡng 8,3 mét. Còn tại Slovakia, chính quyền thủ đô Bratislava cũng đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp do mực nước sông Danube tăng cao 9 mét.